Hello nha, chào mọi người nha, chào mừng mọi quay trở lại với channel của mình là Từ Từ Đường Phố đây, rất mong mọi người nha. Chúc anh em vui vẻ thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Các bạn thấy video mình hay với đừng quên like và share để trên kênh như đăng ký bên phải, mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ngoài ra không anh em nó cả ok anh chị chưa? Nếu chưa cái shop nhá, shop mình có để phần mô tả cũng như phần bình luận của video luôn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Việc đầu tiên thì anh em thông cảm nhé, trời cho mình nó đang hơi mưa, thành ra là tiếng nó cứ hơi lào xạo, anh em thông cảm. Thứ hai thì đó là mình đang bảo cho phải xin lỗi các bạn về video về server 804. Thứ nhất là mình muốn hỏi luôn anh em bữa nay còn muốn xem video ở bên server 804 không? Nếu muốn thì tối nào mình cũng sẽ cập nhật video như mọi bữa. Bữa nay có hai vấn đề thành ra là mình chưa làm được video bên đấy. Thứ nhất là mấy hôm nay thì nhà mình đang có việc chuẩn bị cho cây các thứ kiểu nên là hơi mệt nên là mình chưa làm được. Thứ hai nữa là mình đang chơi bên game hải tặc đại chiến cũng hơi bánh cuốn thành ra là đúng không, biết anh em có thích không, nhưng mà thật sự bên hải tặc đại chiến mình chơi thì bánh cuốn quá các bạn, chơi đi chơi lại là cũng mất gần 600.000 rồi mà chả đâu vào đâu, thật sự nạp hết tiền vào rồi mới hiểu game, thì ra giờ chả tiền nạp game chán thật sự luôn. Link donate mình có để dưới phần mô tả nhá, hoặc là anh em có thể vào phần đấy của kênh này và xem, mà nào có hứng thú donate tí mình làm tí tiền nạp game cho đỡ buồn. thì thật sự xin lỗi anh em về vấn đề đấy nhá. Thì hôm nay thì video tối nay thì chúng ta sẽ qua server 673 anh em. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm phi vụ dịch chuyển đây. Hôm nay thì mình sẽ dịch chuyển thay đổi tem đội ở bên server này. Thì như bữa mình có đăng lên các thứ thì rất là nhiều anh em bảo mình các kiểu rồi. Từ đây mình đi đổi bình thường luôn. Thì như mình nói các bạn không hiểu bởi vì các bạn không phải chủ ạc. Thì để mình giải thích cho anh em hiểu nhá. Hôm nay thì mình vẫn sẽ chuyển như bữa mình sẽ chuyển. Đầu tiên mình sẽ chuyển cho UB cho con Kakuge này. Mình chỉ chuyển thường thôi. Con này mình chỉ chuyển thường thôi. Còn đâu chuyển thường mới chuyển tẩy đâu các bạn. Đây. Đây là chỉ điểm số tẩy của nó. Đây các bạn có thể nhá, mình cho anh em xem luôn. Hai cháu. Đây các bạn điền nhìn đi này, speed 160. Crit HP 151 này, đam được 105. Đấy, nhưng mà cháu điều cho Masada thì lại nhiều hơn. Speed 268 này, đam này, đam bỏ đi các bạn vì con này bữa đột phá nhầm thì hai dòng. Con này đúng mà cho Acer cho ác khỉ là ngon này, nhưng mà thôi, đúng cho ác khỉ. Đây HP này các bạn, đây HP thì mình đột phá thêm tí nữa luôn. Đấy. Mà trong túi mình còn hơn nhiều thẻ lắm thì phải, mình cũng chẳng nhớ nữa, đột phá coi bao nhiêu. Vậy 200 điểm luôn này các bạn này. Thôi để đi đột phá rằng crit cho con này để bù thêm vào cho đây, đột phá lên nữa để bù lại. Ôi đấy, mất kim cương. Nói xong. Đó thì mình vẫn sẽ chuyển như vậy nhá. Tiếp theo mình sẽ kiểm tra thêm một vài chỗ nữa, 200 này. Con này cũng 200, chênh nhau không đáng bao nhiêu à. Gen không chuyển được. Ở đây có huấn luyện đặc huấn nữa này, huấn luyện đặc huấn 300 này. Đấy con này với 100 các bạn. Đấy anh em thấy một số điểm thôi nhưng mà chỉ số khác nhau hoàn toàn. Đấy nên là chúng ta sẽ chuyển vậy nhá. Ok, giờ thì không dài dòng, chúng ta sẽ bắt đầu phi vụ này. Bữa nay chính năng chỉ chuyển thì nó đã bị mất hoàn toàn các hiệu ứng rồi. Bây giờ sẽ chỉ không thể bét nữa, các bạn chỉ vô đây thì thế nên thôi. BQ RAM đúng chưa? Rồi tiếp theo, mục tiêu tiếp theo đó là hệ nước. Kakuge mình sẽ nhất chuyển thường, chuyển tẩy, chuyển nỗ lực xem, đã nỗ lực mình có hai viên mà. Trói buộc không còn cần, trói buộc khỏi đi bạn, nỗ lực thế thôi. Bí thì khỏi đi, bí mình sẽ lấy ở con ma sắt đao. Đây, đầu tiên là sẽ chuyển đây. Đấy, chính thức hoàn chuyển nhá, cho Kakuge về đội đây. Ok. Rồi tiếp theo là sát đao vào, chuyển bí cho cháu nó. Đây chuyển bí qua luôn các bạn. Đấy. Nói chung là bỏ sát đao, hoàn chỉnh tem luôn, mình chỉ hoàn chỉnh tem mình để chơi thôi các bạn. Rồi chọn hệ băng. Đây 1, 2, tẩy, nỗ lực. Đó. Rồi. Chuyển qua nha. Chính thức là đuổi Masada ra khỏi tem đấy. Hôm nay là chính thức video này là đuổi mà cho Masada ra khỏi tem luôn. Rồi. Lại bị lãng rồi các bạn. Bữa nay chuyển hay bị lãng nhỉ. Đây anh em thấy đấy, cháu
BQRM của mình sau khi được chuyển lên thành 6 triệu điểm lực chiến luôn anh em. Khá bò hẳn ngay. Đây. Hôm qua thì mới mở thêm tính năng mới, thì giờ mình cũng đang rảnh mình cũng sẽ đi câu cá các kiểu các bạn. Này để nâng thêm nữa, đột phá lực chiến lên cho mấy cháu này nữa. Đấy, kích hoạt mấy cái này nhưng nó cũng chả tăng lực chiến đâu. Hôm qua mình thử rồi, 8237 nha các bạn nhìn này. Đầu tiên mình tưởng mở cái này ra thì nó sẽ thêm được mấy điểm chỉ số đơn lẻ, nhưng mà không, bạn nhìn 8327. À 37 này, ơ lên, có lên được tí. Ô. Hôm qua mình mở mình không thấy lên nhiều, mình tưởng nó không lên, nó ra có lên các bạn ạ. Nó lên được một tí thôi, không lên được nhiều. Nhưng mà thôi lên là vui rồi. Ok, tiếp theo KQG đây rồi. Rồi, tiếp theo sẽ đi mặc trang phục mới cho KQG. Bộ của cháu Ma Sát Đao đâu rồi? Anh em nhắn tin từ từ mình trả lời sau nhận đây. Bộ của Ma Sát Đao, của bộ chủ thần à. Bộ chủ thần đánh đam. Không được, xem đây có bộ nào rảnh rảnh không. À, đây bộ nguyên thủy của con PR này các bạn này. Bộ này được này. Thêm còn giày nữa đây. Đây bộ này là chuẩn luôn rồi các bạn. Tăng cấp phụ kiện lên nào. Ghép mấy đồ rác đi luôn. Hôm qua mình mới làm quả lâng vàng để ép thú cưới các bạn. Cuối cùng là lên được một level anh em. Mà mình bỏ hết gần 1 tiếng. Như nói 2 tiếng thì các bạn lại bảo chém gió quá. Nó mới hết được có 4 triệu vàng. Thế là thôi bảo ui nâng kiểu đấy thôi mệt lắm. Bảo thế thôi đại đại vậy đi. Ui úp nấu nhỉ. Vậy đã, để sau mình để giống tố hôm sau còn lâng tiếp các bạn. Kích hoạt nào. Ok, giờ thì chính thức hoàn tất team champion nha các bạn nhá. Đây, KQG nghỉ. Đấy, bây giờ sẽ là như này. Đó, hoàn chỉnh champion, tem champ của mình. Rồi, tiếp tục mình sẽ lại nâng cấp cho cháu Hoppa các bạn. Nhiều bạn các bạn sao cứ lưng Hoppa nhiều thế nhờ. Mình thấy nhiều khi mình cũng thấy mình ưu tiên Hoppa nhiều quá. Trong khi hai cháu đây hắn còn đang đói ăn chết người được này. Hôm nay thôi bù qua cho B đi. Bắt đầu đẩy B lên nữa các bạn. Lưng đẩy cho cháu B lên tí các bạn nhá. Huấn luyện con nào. Cũng 30 rồi. Gen con này. Tính ra gen con này chưa pull này các bạn này. Bữa mình lại đi dồn cho Ma Sát Đao. Ui, nghĩ giờ nó thấy phí. Đấy, giờ Ma Sát Đao về làng hắn còn được 3.9 rồi các bạn. Level 1 hắn còn 3.9 này. Rồi, biết đâu có một ngày nào đấy mình lại hâu hứng lại cho cháu lên. Nhưng mà thôi, ngày đấy rất không xa lắm các bạn. Khó mà có. Còn này thì pro các kiểu, nói chung cháu này thì ngon rồi các bạn. Điểm nỗ lực cháu này giờ là ngon rồi. Đấy, giờ là lên trận là có thể đánh được rồi. Để hôm nay mình sẽ quay tram, test tram cho các bạn coi. Ồ, mới về này, kích hoạt được gen luôn này. Uầy. Đấy, mới về được, lại kích hoạt quả gen nữa rồi. Đầu Acer thì vẫn phải giữ lại các bạn, vẫn còn việc cho nó nên là vẫn phải giữ lại. Bộ đôi KQ này của mình xem nào. Hai con này nó cứ bị lệch lực chiến sao nhỉ. Nhắc mình nhớ còn cái chỗ điểm nữa đó là điểm trói buộc. Lại úp cho Hoppa lên tí các bạn. Ôi, úp Hoppa lên nào, lên đi. Hôm nay là chính thức nâng cấp hoàn chỉnh team luôn. Đấy, ngày mai sẽ có video charm cho các bạn. Vì bây giờ chưa đến giờ charm nên là mình cũng chung quay charm được. Ngày mai hứa hẹn là sẽ có video charm cho anh em xem luôn. Mình thấy cái lưng Hoppa hơi nhiều. Boss cũng tạm ổn rồi. Giờ cho cháu này đi. Lạp HP này. Speed này. Đó, lạp lên cho cháu nó một tí. Bữa nay nói chung là mình sẽ cố gắng, mình sẽ tập trung cày cuốc em mạc này một cách triệt để các bạn. Đấy. Hôm nào cũng phải làm nhiệm vụ. Đấy, pull hôm nào nói chung con nạc này nó theo nó vậy, nhưng hôm nào mình cũng pull nhiệm vụ rồi. Nhưng ý là bữa nay mình sẽ tập trung nâng cấp mạnh mẽ hơn. Xem nào. Nhắc mình nhớ cái máy, đây máy ổn áp này, nên tím hết chưa. Nên nào.
được của nó đấy các bạn. Ok, nói chung là mấy cái máy này mình sẽ phải nâng lên nhiều đấy. Ai giờ thì đâu rồi, phòng chăn nuôi bên này cũng không cho bọn này nó ăn, dở. Thu thập nào, đấy lên nào, level 5 mà 6 này 7 8 này đấy, nên được level ngon lành rồi các bạn. Phe đoàn thì bữa nay các bạn biết rồi, đi đến đền thờ cúng này em nằm được gọi về rồi. Ừ, ở cái chỗ này các bạn lên cái này, có hôm thì cũng lời thôi, hôm mình chả mất 500 kim cương đâu, các bạn lại được 775 kim cương lại hòa vốn à. Đấy, bữa nay nói chung là bữa nay là cho hoàn chỉnh team đội rồi các bạn, không có nâng cấp linh tinh lang tang gì nữa, tập trung chỉ có nguyên cái đám này thôi các bạn. Đấy, bữa nay là tập trung chỉ có nâng cấp nguyên cái đám mấy em này thôi, dồn hết tài nguyên vào cho mấy cháu nó, không nâng thêm cháu nào nữa rồi. Lại còn sắp tới còn nhiều cái nữa. Giờ thì đi câu này, hôm qua mình mua cái này, hôm qua mình mua sắn này, hôm qua mình không ấy nhưng mình có mua. Anh em có quên thì các bạn cũng phải nhớ mua nhá. Đấy, các bạn ví dụ các bạn có quên thì cũng phải nhớ mà mua. Nào rảnh thì ngồi câu, ai ngồi rảnh này, đấy chúng ta ngồi rảnh ngâm nga này đi câu cá, nó thú vị thật sự. Câu thì chẳng có loại cá khác đâu, các bạn câu đi câu lại cũng chỉ một loại thôi, nhưng mà anh em lại phải câu. Này câu cá đem gì để đổi, còn đổi nguyên liệu các bạn, đổi nguyên liệu thì còn úp được chiến. Đấy, nói đến lâu chứ ngồi để câu đám cá này cũng nhanh lắm anh em, cứ ấn skip này này, cứ ấn cái lúc này liên tục này này, nằm ngủ quên cứ ấn một lúc, cái tính mình hay ngủ quên. Ui cá to kìa, mới cắn không? Ui con đấy còn lâu mới cắn các bạn, thề luôn. Bởi vì vốn dĩ câu đi câu lại thì anh em chỉ được một loại thôi. Đấy, ô không phải, xịn sò con bò các bạn ơi. Ui giờ mới biết nhá. Uầy, hôm qua là mình cứ nghĩ là câu đi câu lại là được một loại cá thôi anh em. Bây giờ mới biết là câu là nó còn tùy hứng game nữa các bạn. Anh em câu được cả rất là nhiều loại cá này. Xịn sò con bò thật sự các bạn. Rồi mình lại vừa câu được con gì không biết luôn. Đây cá to, cắn đi, cắn đi em. Đấy, cắn to đi, cắn đi em ơi. Cắn đi nào. Cá tím luôn ạ. Mấy được cá vàng không nhỉ? Đấy anh em nào câu được con cá vàng chưa? Comment anh em biết chơi nào. Cái tính năng phe đoàn này vì sao úp mình như úp lên never là anh em tăng tỷ lệ câu cá vàng ra phải đúng không? Tăng tỷ lệ câu ra cá ngon phải không? À nhận quà các bạn. Câu được cá là anh em có tỷ lệ nhận quà nữa ạ. Không, đại khái là bên này bữa nay bên game nó ra thêm nhiều tính năng còn đâu. Nhiều bạn lại bảo game ra để hết cho sập thì thì mình chịu rồi. Cái này chịu hỏi nhà phát hành thôi, nhưng mà nói chung thì nó còn ra, nó còn phục vụ chúng ta thì chúng ta còn chơi. Đấy, game nó khá là hay. Tùy mỗi người chơi cảm nhận không biết nhà, nhưng với mình thấy game càng ngày nó càng bánh cuốn. Thật sự bánh cuốn thật sự anh em. Thế nào, nó cho đổi đổi móc câu, chợ cá này. Đây, anh em vào đây thì các bạn có thể đổi đây này. Đấy. Đổi đến 10 nọ này. Đấy, được một con cá tím, ôi được 5 con, được 100 kim cương. Còn không thì các bạn, nói chung là tập trung thì anh em mới chỉ đổi những cái đồ này thôi. Đấy, những cái đồ cần thiết này thôi. Uầy, có cả đồ home này. Xịn sò con bò nhỉ. Một cái này nhờ. Uầy, 1 tháng nha các bạn nha. 1 tháng anh em chỉ đổi được 15 lần cái này. Uầy, 10 lần cái này. À cái này là hôm nay, có nghĩa là mỗi ngày anh em nếu mà chăm chỉ là các bạn sẽ được 50 lọ này. Cũng được, nói chung là cũng được, bên game nó cho này cũng ngon. Đây. Ngoài ra thì anh em còn nhận được thêm rất là nhiều phần quà này, câu cá này, tổ cá hiếm này. Nói chung thì cái này mình cũng đã làm ở video sáng rồi, bạn nào chưa xem được quay xem lại video sáng nhá. Vậy thành tích này, nhận được cả tím nhận hết rồi, cái này nhiệm vụ nhận hết rồi. Đấy, cũng nỡ tiêu phí. Ui quay này hết hai cá dưới kim cương rồi anh em, động tí là hết kim cương, cứ nhảy như rác á. Đấy, sau đó thì anh em về đến lâng nhưng mà chưa đủ điểm 20, các bạn mới phải lâng thì cứ từ tục tính mà lâng. Đấy, cái nào cũng vậy thôi. Xem nào, PK này đánh rồi, cũng khai thác. À đây, cũng khai thác này, hôm nay mình đánh đến lượt này là mình không bắn được này. Sao cũng mất công nâng cấp lại tem độ rồi các bạn. Quẩy tí cho nó vui.
Ui, quẩy này sao nổi? Cái này quẩy không nổi đâu các bạn ạ. Thôi, kệ, đánh cho nó vui nhá. Làm trận. Lâu lắm rồi không đánh ma sát đao. Tí mình sẽ quay cham. Sáng mai chúng ta sẽ xem đại chiến cham của con nạc này nhé các bạn nhá. Chỉ biết thắng thua thế nào, nó cũng làm vài trận cham thôi. Ui, nó đánh thế này là mình không có lượt đánh rồi các bạn. Nhìn là thấy ngay là chúng ta sẽ không có lượt đánh rồi. Mà có thì cũng không ăn thua đâu. Cũng không, ui, cũng hạ được cháu mét của cháu bên đội bạn đấy anh em. Đùa đâu, cũng xịn sò con bò. Cố gắng nâng cháu Hoppa, chăm cháu Hoppa lên cho nó mau lớn các bạn. Hoppa mình càng ngày càng còi ốm, suy dinh dưỡng quá. Cố gắng nâng cho cháu nó sớm ngày béo tốt lên. Giờ mới có được 9 triệu để một chiến. Yếu ôm yếu quá. Đấy, giờ có Kakuge về nó khác hẳn ngay các bạn nha. Ủa mà tốc con Kakuge mình hơi thấp thì phải đúng không? Có 20k. Ủa con Kakuge mình không kệ, nó tốc nó yếu một tí cũng được các bạn. Thủ cho châu, thủ cho lâu. Nó bút cũng vừa tầm đến giai đoạn hai con này có ulti thì cũng đã đánh vừa ngon các bạn, chứ không đến nỗi nào. Đấy. Anh em thấy sức mạnh của Kakuge đấy. Nó xuất hiện đúng kiểu nó bút đúng nhịp luôn anh em. Đấy, nó lại hút đơn thể nữa rất là ngon. Trận này thì chắc chắn là mình cũng không thắng mà chủ yếu là chúng ta test team thôi. Này anh em thấy sức mạnh của Kakuge khi về đội nó hỗ trợ. Nói chung là khác hẳn Aesir. Quả bút đã khác rồi các bạn, nó bút là tăng 100% uy lực, còn Aesir chỉ 50% uy lực thôi. Đấy, chó này 100% uy lực skill, 50% deep ARM. Đấy, nói chung là ngon, bút ngon. Ok, bữa nay mình lại tự nhiên kiểu nhớ livestream các bạn, bữa nay khoái khoái lên live với các bạn, chả hiểu sao. Cái okay, trận này thì cũng thua thôi, đỡ phải mất thời gian của anh em vì video quá dài rồi. Clip tối nay thì mình xin phép kết thúc đây nhá. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Bye bye, chúc anh em xem video vẻ và đừng quên ấn like và share để ủng hộ kênh Từ Từ Đường Phố mình nhá. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt nhá.